Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn thì có thể ghé trực tiếp shop em để lựa chọn cho thoải mái nha. Địa chỉ của bên em là 178/2, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra rồi đúng như clip em miêu tả anh em mới thanh toán nha. Ship code là nhận hàng rồi mới thanh toán. Rất là tiện lợi nha, bên em sẽ re-ship cho anh em. Và phụ kiện tặng kèm là sạc cáp kèm theo một cái ốp lưng. Nếu như máy đó em có ốp lưng thì em sẽ tặng re cho anh em. Sạc cáp em tặng là sạc cáp Zin 25W của Samsung nha. Và iPhone thì em sẽ tặng cho anh em sạc nhanh 20W. Đối với dòng Xiaomi thì em sẽ có sạc Xiaomi để tặng cho anh em. Và chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng, cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao cho anh em test là 3 tháng nha. Đó, 3 tháng là bao gồm cảm ứng nha anh em. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em test 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha. Em bảo hành cả phần cứng luôn cho anh em tuyệt đối yên tâm. Và đây là số tài khoản để anh em tiến hành cọc máy khi ship COD. Và đối với máy dưới 10 triệu thì em nhận cọc là 300. Và máy trên 10 triệu dưới 20 triệu thì cọc là 500 nha anh em. Số tài khoản 0902060151, ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng nha. Chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi. Đây là số tài khoản duy nhất của bên Hồng Phúc Mobile. Anh em lưu ý khi cọc máy nha. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên Hồng Phúc Mobile. Thêm một số điện thoại để anh em dễ liên lạc khi điện thoại chốt hàng. 0818606060. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc và số tài khoản ngân hàng thì hôm nay em lại lên clip để phục vụ anh em những mẫu máy bên em đang hiện có nha. Thì hôm qua em có công việc cho nên em không có lên được clip, anh em nhiều anh em cũng hỏi thăm. Thì cảm ơn anh em đã quan tâm bên sản phẩm bên Hồng Phúc Mobile nha. Rồi cây đầu tiên em lên cho anh em là một sản phẩm S23 Ultra, hàng chính hãng Việt Nam, màu xanh green nha. Con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 98, 98,5. Không có bị cấn mớp gì hết nha anh em. Con này em bán giá khá là tốt luôn, do em thu tốt thì em sẽ bán cho anh em giá ok. Con này em lên với giá là 16 triệu 9 nha. Con này còn bảo hành chính hãng cho tới tháng 2 2024. Đó, con này do là nó bị chốc sơn ở mép viền xíu xiu chỗ này. Bị chốc sơn thôi nha anh em. Đó, do chủ cũ người ta dùng không có kỹ cho nên nó bị chốc như thế này. Còn lại là đẹp hết nha. Đó, màn hình đẹp long lanh, không bị trầy xước gì luôn. Mọi thứ, mọi chỗ khác đều đẹp hết nha. Chỉ có chốc sơn xíu xiu chỗ này thôi. Đó, ngoại hình thì theo mình đánh giá thì anh em nào khó tính thì 98%. Bản này chính hãng Việt Nam nha. 16 triệu 900 nghìn, giá khá là tốt. Em đi vào chi tiết con này, đây là cái màn hình của S23 Ultra, màn hình to 6,9 inch, hiển thị 2K cộng nha, cực kỳ đẹp và sắc nét. Và tần số quét thì 120Hz siêu mượt mà. Con này thì RAM 8 và bộ nhớ là 256GB nha anh em, chạy con chip ROG Snapdragon 8 Gen 2. Con chip này thì quá mạnh rồi. Và bản Việt Nam anh em dùng được hai sim cứng luôn, gắn cả hai sim vào sử dụng, pin dung lượng 5000mAh. Và cuối cùng là không thể không nhắc đến cái camera nha. Cam siêu đẹp nét luôn em. 200MP và hiển thị và khả năng zoom xa con này lên đến 100x nha. Kể từ dòng S22 đổ lên thì Samsung nó sẽ trang bị thêm một cái bút S Pen rất là tiện nha anh em. Đó, đây là full cấu hình như là thông số một con máy đầu bảng dòng S của Samsung. S23 Ultra hàng chính hãng. Giá em bán con này là 16 triệu 900 nghìn nha. Em chỉ có đúng một cây duy nhất thôi. Anh em nào chốt con này thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Vào việc nhanh gọn lẹ. Đó, Zalo em để Zalo mở, không có chặn bạn lạ, cho nên anh em nhắn tin hay điện thoại gì thoải mái. Vào việc nhanh gọn lẹ nha. Bên em receive cho anh em 16 triệu 900 nghìn. Tiếp tục là em thanh lý cho anh em một con S20 Ultra. Con này là máy của em bán ra. Đó, có còn cái tem của em nè, em mới thu lại của khách. Thì ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%. Đó, khách xài thì nó bị cấn ở một góc như thế này. Đó, lúc em bán thì cái góc này không có cấn nha. Máy đẹp, nhưng em thu lại thì nó bị cấn góc như thế này. Còn lại là đẹp hết nha. Và tình trạng con này thì cái vân tay không xài được nha anh em. Đó, anh em vô vân tay thì nó bị chập chờn. Có lúc được, lúc không. Nhưng mà thôi em bán với giá là mất vân tay nha. Ngoại hình 98, giá là 5 triệu 300 nghìn nha anh em. Đó, con này em thanh lý cho anh em giá khá là tốt luôn. Thì không xài được vân tay thì mình xài nhận diện khuôn mặt. Đó, nhận diện khuôn mặt vẫn bình thường nha anh em. Đây, khi anh em vô vân tay nè, cảm biến không hoạt động được.
rồi khi mà mình tắt máy khởi động lại thì có khi có được, lúc không. Nhưng mà em bán với giá là mất vân tay nha. Nói chung cái vân tay này thì mình xài khuôn mặt nó cũng rất là tiện anh em. Mở màn hình lên cái là nó là nhìn thấy khuôn mặt mình nó đã mở luôn rồi. Rồi đó là cái lỗi duy nhất của con này. Thì mọi thông số khác vẫn bình thường nha. RAM vẫn là 12GB và bộ nhớ là 128, chạy chip ROG Snap 865. Con này là bản quốc tế Mỹ nha anh em. Cho nên dùng được hai SIM, một SIM cứng và một eSIM. Pin thì quá trâu bò cho con này. Dung lượng 5000mAh. Cụm camera thì khỏi bàn rồi, rất đẹp trong tầm giá lên quanh 5 triệu mấy, 6 triệu mấy. Đó, có cam rất rộng và khả năng zoom xa là 100m nha. Dòng S20 Ultra này em đứt hàng cách đây chứ cũng khoảng mấy ngày rồi, em chưa có về hàng được và hàng cũng không có để nhập luôn anh em. Đó, con này là em thu lại của khách thôi. Chức năng mọi thứ em bao cho anh em là 3 tháng trừ cái vân tay nha. Rất là ngon lành cành đào luôn. Và mức giá em bán con này chỉ có 5 triệu 3 thôi. Đó, S20 Ultra mà giá rẻ như là S20 Plus nha anh em. 5 triệu 3, em có một cây duy nhất thôi, em thanh lý. Tiếp tục, hôm nay em về được một con hàng chính hãng Việt Nam. Đây là Samsung Galaxy A53 5G nha. Màu xanh, rất đẹp luôn anh em. Ngoại hình đẹp 99% luôn nha. Đó, màn đẹp long lanh, không có bị trầy xước hay là một cái lỗi gì nhỏ nha. Con này hàng chính hãng Việt Nam còn bảo hành cho tới ngày 30 tháng 12, 2023 nha. Đó là bảo hành chính hãng, còn bên em bảo hành cho anh em là tới 3 tháng. Hôm nay là nửa tháng 11, tháng 12, tháng 1, em bảo hành cho anh em tới tháng 2 luôn nha. Rồi con này em bán với giá là 4 triệu 500 nghìn. Cấu hình của con S5A53 nha. Đây là em check cái bảo hành để anh em xem nè. Đó, kích hoạt ngày 31 tháng 12, 2022. Nói chung con này còn bảo hành tới cuối năm. Em bán thì bảo hành cho anh em 3 tháng luôn nha, cả phần cứng lẫn phần mềm. Rồi cấu hình con này là RAM sẽ là bao nhiêu? 8GB. Bộ nhớ là 128GB nha. Màn hình tần số quét con này cũng rất là cao anh em. Hàng tầm trung nhưng mà trang bị cái tần số màn hình rất đẹp nha. 120Hz màn hình Super AMOLED, không có vàng, cực kỳ là đẹp và sắc nét. Và con này dùng được hai SIM nha, một SIM, hai SIM vật lý luôn. Rất tiện anh em, hàng chính hãng Việt Nam và có ghi âm cuộc gọi. Pin thì 5000mAh. Đó, A53 5G. Con này em bán với giá là 4 triệu 500 nha. Giá 4 triệu rưỡi. Đây, thêm một con màn hình to hơn chút đỉnh, đó là Samsung A73 5G. Con này cũng là hàng chính hãng Việt Nam, màu trắng siêu đẹp. Ngoại hình con này thì đẹp nét 99% luôn. Đó, đang bọc keo nguyên cây nha. Anh em về chỉ gắn SIM là xài thôi. Long lanh lóng lánh luôn anh em, không có bị trầy xước gì hết nha. Thì A53 là 4 triệu rưỡi, thì con này là A73, mức giá em bán cho con này là 6 triệu 2 nha. Cấu hình thì cũng tương tự như con A53, màn hình cũng tần số quét cao 120Hz. Và cấu hình thì con này RAM cũng là 8GB và bộ nhớ là 128GB nha, cũng giống như con kia thôi. Đó, hai SIM vật lý nha, pin thì cũng là 5000mAh, rất là trâu bò và cam thì siêu đẹp. 6 triệu 200 nghìn cho Samsung A73 5G nha. Đây là một cái con tóc nha anh em, hết hồn tưởng đâu nó bị nứt lưng không à. Tại vì hồi chiều em nhập về con này là không có bị nứt gì hết. Rồi đây là con Oppo A74 hai SIM nha. RAM thì 8GB, bộ nhớ là 128GB, màu xanh rất đẹp anh em. Con này thì ngoại hình rất đẹp luôn, tầm khoảng 98-99%. Em soi thì không có một vết trầy nào hết, không có cấn luôn, nói chung chỉ nhâm nhẹ thôi, rất nhẹ. Đó, anh em nào dễ tính thì 99% nha. Con này em lên với giá là 2 triệu 700 nghìn. 2 triệu 7 thôi, anh em chữa trái con này là quá ngon. Oppo A74, bộ nhớ trong là 128GB, chạy chip ROG Qualcomm Snapdragon 662 nha. Con chip này xài cũng bình thường, nó mát máy, không yếu mà cũng không mạnh, nói chung là đáp ứng cho anh em chữa trái quá ngon. Màn hình to 6,43 inch và dung lượng pin 5000mAh. Anh em xài cả ngày thoải mái luôn. Những dòng Oppo thì pin cực kỳ là trâu bò nha anh em. Đó, đây là cái camera của Oppo nè. Đó, rất là sáng luôn nha. Rất sáng và rất đẹp. Đó, zoom xa con này thì chắc cũng không có bao nhiêu đâu. Chỉ có 10x thôi. Đó, mức giá em bán là 2 triệu 700 nghìn cho con Oppo A74 nha. Tiếp tục là một con Oppo nữa, đây là Oppo Reno 8Z 5G. Đó, con này thì hai SIM. Màu vàng chanh nha anh em. Ngoại hình đẹp 99% luôn. Đó, cấu hình con này thì rất là quen thuộc rồi. RAM thì 8GB và bộ nhớ là bao nhiêu? 256GB nha. Đây, em quay cho anh em xem cái cấu hình.
Oppo Reno 8Z 5G, bộ nhớ trong 256GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 695 và con này có 5G nha, màn hình kích thước 6,43 inch, pin 4500mAh và RAM thì 8GB. Đó, camera thông số cũng rất là dữ luôn anh em, cam trước 16MP, cam sau thì 64MP nha. Những dòng Oppo thì pin rất trâu bò, xài cũng rất là mượt mà nha anh em. Hai SIM vật lý rất tiện lợi và có thêm một cái gọi là ghi âm cuộc gọi nha. Ngoại hình đẹp 99, màu chanh, màu vàng chanh nha. 4.500.000, Oppo Reno 8Z 5G. Tiếp tục, hôm nay em về được một con máy để anh em chữa cháy. Đây là Samsung Galaxy A71 nha, hàng chính hãng Việt Nam. Ngoại hình con này thì trầy xước theo năm tháng, nói chung còn rất là đẹp luôn. Lưng nó bằng nhựa cho nên nó nhăm nhăm như thế này. Đó, sườn cũng có nhăm nhẹ nha anh em, không có bị cấn mớp gì hết. Nói chung đây là một con máy cũ, nó ra rất lâu rồi nhưng mà ngoại hình như thế này là khá đẹp nha. Kính đẹp nét luôn nè, không có bị trầy xước luôn. Màn hình thì long lanh, không ám ố hay là lũ ảnh gì hết. Đó, con A71 này màn hình như thế này rất là hiếm hàng nha anh em. Đa số là nó bị lưu ảnh nhiều. Đó, nhưng mà con này em thu lại của khách nè, cực kỳ đẹp luôn, màn rất đẹp. Con này thì cấu hình cũng rất là mạnh nha. RAM thì 8GB và bộ nhớ là 128GB nha. Anh em dùng được hai SIM luôn, rất tiện. Pin thì 4500mAh, khá là trâu bò cho con A71 nha anh em. Đó, màn hình con này để coi tần số quét nó không có luôn. Hình như là con này tần số quét nó có 60Hz thôi anh em. Đó, hai SIM và con này có cái vân tay nằm trên màn hình nha. Samsung A71, con này em bán với giá là 3 triệu chẵn nha, 3 triệu đồng. Tiếp tục lên cho anh em một con chữa cháy Samsung Galaxy Z Fold 2 bản Hàn Quốc, ngoại hình đẹp 98%. Con này thì hôm nay em sẽ giảm giá với giá là 6 triệu 500 nha. Đó, con này thì khách ở Bình Dương chốt máy hẹn giữ 2-3 ngày nay, không thấy cọc hàng gì hết. Thôi, hôm nay em cancel cái bác ở Bình Dương, thì chốt hàng giữ hàng 2 bữa nay rồi mà không có xuống cọc luôn. Cho nên thôi, hôm nay em đăng lại em bán và em giảm giá luôn cho anh em để cho nó đi nhanh con này. Em bán con này với giá là 6 triệu 500 nha. Giá này thì rẻ hơn cái màn hình trong luôn nha anh em. Thì tình trạng con này là màn hình ngoài nó bị sọc, cảm ứng này kia nọ bình thường. Đó. Và màn hình trong thì đẹp nét. Cái này là cái miếng dán nha, chứ không phải là màn hình nó bị vấn đề gì nha anh em. Màn hình trong em quay cho anh em xem nè, cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cái miếng dán nha, anh em lưu ý. Anh em không thích thì có thể lột luôn cái miếng dán ra luôn. Đó, màn hình trong đẹp nét nha, không có bị bất kỳ một cái dấu vết gì ở màn hình trong. Đây, em quay nền trắng cho anh em xem, cực kỳ là đẹp. Đây là bản Hàn Quốc nha, xài một SIM thôi anh em. Cấu hình thì RAM 12 và bộ nhớ là 256GB, chạy con chip ROG Snap 865. Mọi chức năng ở màn trong sử dụng bình thường, ngoại hình còn rất đẹp nha. Đó, em bán thành lý luôn con này, 6 triệu 500 nghìn nha. Anh em nào chốt thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Ở xa thì em sẽ nhận cọc là 300. Đó, nhận hàng anh em kiểm tra đúng như clip này thì anh em mới thanh toán nha. Đây có cả số email luôn để cho anh em về để đối chiếu, để cho anh em nhận hàng cho nó yên tâm nha. Rồi, con này Fold 2 6 triệu 500 nghìn, màn ngoài sọc, cảm ứng bình thường và màn trong ok, 6 triệu 500 nghìn. Tiếp tục em lên một con Samsung Galaxy Z Fold 4 nha, con này màu đen, máy đẹp keng sờ beng 99%. Bản này là bản sách tay châu Âu nha anh em. Đây, bản châu Âu cho nên cái lưng nó sẽ khác với bản Việt Nam, bản Hàn và bản Mỹ. Nó có cái thùng rác này, đặc biệt hàng châu Âu thì sẽ có cái lưng là thùng rác nha. Nó mới là một con máy zin nha anh em. Ngoại hình thì quá ngon, 99%. Và mức giá em bán cho con này thì cũng rất tốt luôn, 15 triệu chẵn nha. Samsung Galaxy Z Fold 4, ngoại hình trong ngoài đẹp nét, màn trong ngoài ok hết luôn, không có một chút lỗi nhỏ cho con này. Cấu hình thì nó cũng giống như là bản Việt Nam nha. Anh em dùng được hai SIM vật lý luôn, RAM thì 12 và bộ nhớ là 256GB. Màn hình tần số quét rất cao anh em, 120Hz. Con này thì chạy con chip ROG Snap 8.1, hai SIM vật lý luôn nha, rất là đẹp luôn anh em. Anh em nào thích dòng Samsung Galaxy Z Fold 4 để giải trí, nghe nhạc, xem phim thì chốt ngay con này nha, 15 triệu chẳng luôn anh em, 15 triệu nha. Rồi, anh em nào muốn xài hàng chính hãng Việt Nam còn bảo hành tới tháng 3/2024 thì có thể chọn con này. Đây cũng là Samsung Galaxy Z Fold 4, hàng Việt Nam, bộ nhớ 256 và RAM thì 12GB, màu ray green nha anh em. Con này ngoại hình đẹp 99%, không có bị cấn mớp gì hết. Nó chỉ bị trầy nhẹ, nhăm nhẹ ở cái gáy sau như thế này thôi.
đó, do là chủ cũ người ta dùng ốp lắng ra gắn vô thì nó bị trầy như thế này, nhâm nha anh em, nó không có bị cấn mớp gì hết. Đó là về ngoại hình. Màn hình thì đẹp nét bên trong, cả bên ngoài lẫn bên trong, nói chung rất là hoàn hảo. Và còn bảo hành cây cộng cho tới tháng 3 2024. Con này có bút zin kèm theo máy luôn nha. Mức giá em bán là 16 triệu chẵng, nó cao hơn 1 triệu đồng so với bản sách tay nha anh em. Cấu hình thì nó sẽ giống nhau. iPhone XS 64GB màu gold, ngoại hình đẹp 98-99%. Con này ngoại hình còn rất đẹp nha anh em. Và con này thì pin đã thay new còn 98%. Mức giá em bán là 5 triệu 3. iPhone XS 64GB bản quốc tế Mỹ nha. Anh em dùng được hai sim luôn, một sim cứng và một eSIM nha. Pin 98%, pin này là pin thay nha anh em. iPhone 12 bộ nhớ 64GB màu đen bản chính hãng Việt Nam. Đó, con này thì nguyên zin nha anh em, ngoại hình đẹp 99% luôn. Bộ vỏ rất là đẹp nha. Đó, con này thì cái màn hình nó hơi bị xước nhẹ xíu xíu. Đó, xước nhẹ xíu ở mép như thế này. Anh em mua thì em sẽ tặng miếng dán cho anh em. Dán vào thì che khuyết điểm nha, không sẽ không thấy xước. Đó là về phần ngoại hình của con iPhone 12 bộ nhớ 64GB. Hàng VNA là chính hãng Việt Nam nha. Anh em dùng một sim cứng và một eSIM. Rất là tiện lợi, cấu hình con này rất là mạnh mẽ nha anh em. Pin zin còn được 86%. Đó, iPhone 12. Và mức giá em bán cho con này là 8 triệu 200 nghìn cho một con máy hàng chính hãng và nguyên zin 100% nha. Còn anh em nào muốn bộ nhớ cao hơn thì em sẽ lên một con máy iPhone 12 luôn. Bộ nhớ là 128GB, con này ngoại hình thì like new. Lý do là cái lưng, cái bộ vỏ này đã thay mới nha anh em. Đó, bộ vỏ đã thay mới nè. Và pin thì cũng đã thay mới 100% luôn. Pin mới và vỏ mới thì bao cho anh em là màn zin và pin zin. Màn zin và men zin nha. Mọi chức năng bình thường, bảo hành 3 tháng cho anh em. 9 triệu 400 nghìn cho iPhone 12, bộ nhớ 128GB nha. Tiếp tục em lên một con iPhone 11, bộ nhớ cao 128GB. Con này là mà pin đã thay new 100% nha, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo. Đó, em thu lại của khách quen nè, người ta xài quá kỹ luôn anh em. Miếng này là miếng dán nha, anh em về không thích thì có thể lột ra. Bọc keo nguyên cây rồi, nói chung máy rất là đẹp luôn anh em, đẹp 99% luôn. Và mức giá em bán cho con này chỉ có 6 triệu 9 thôi anh em. 6 triệu 900 nghìn cho iPhone 11, bộ nhớ cao 128GB nha, bản EOA quốc tế Mỹ. Đó, tình trạng là đã thay pin new 100%. Không sàn cổ cấp cũ cho nên nó báo là linh kiện không xác định nha. Đó, khách đi tiệm thay nhưng mà không có yêu cầu họ thay cái cổ cấp cho nên nó báo là linh kiện không xác định nha. Nhưng mà cái vấn đề cuối cùng là xài có trâu hay không, đó quan trọng nhất. Rồi, con này pin thay new thôi, còn lại bao zin hết cho anh em, 6 triệu 900 nghìn nha. iPhone 12 Pro Max 128GB màu xanh, phiên bản quốc tế Mỹ, quốc tế Nhật nha. Con này là em bán cho một bác xài, bác chán đổ qua con khác em thu lại nè. Ngoại hình đẹp 98-99%, rất là đẹp nha anh em. Trầy xước siêu nhẹ theo thời gian thôi. Đó, con này pin còn được 86%. Và giá em bán là 13 triệu 500 nghìn nha. 13 triệu 5, đây là pin. Con này là nguyên zin 100% luôn nha anh em. Đó, bản Zia là quốc tế Nhật, em bao cho anh em là quốc tế bệnh viện luôn nha. Đó, dùng được hai sim, một sim cứng và một eSIM. iPhone 12 thì xài rất là lành tính nha, không có một cái lỗi nào hết anh em. Rồi, con này em lên là 13 triệu 500 nghìn nha. Tiếp theo là iPhone 12 Pro 128GB màu xanh luôn. Con này là bản quốc tế Hàn nha anh em. Đó, ngoại hình đẹp 98%, pin còn được 84%. Con này hôm nay em sẽ giảm giá 200 nghìn cho con này, 11 triệu 200 nha. Em còn được một cây duy nhất thôi, 11 triệu 2 cho iPhone 12 Pro 128GB nha. Thì clip ngày hôm nay em sẽ giảm giá đồng loạt những sản phẩm Samsung Mỹ luôn nha, ở phần sau. Tiếp tục là một con để anh em chữa cháy, iPhone 7 Plus 128GB. Đó, bản quốc tế Mỹ nha. Tình trạng con này là đã thay vỏ new và pin new 100%. Mức giá em bán là 2 triệu 8 nha. Màn hình zin rất đẹp luôn anh em. Đó, con này thì chỉ có thay vỏ và thay pin thôi. Rồi, anh em về gắn sim là xài thôi nha. 2 triệu 800 nghìn cho một siêu phẩm iPhone 7 Plus 128GB nha. Tiếp tục em sẽ giảm giá luôn con này. Đây là 14 Pro Max 128GB. Màu silver, màu trắng nha, bản chính hãng Việt Nam. Đó, hôm trước thì em bán con này là 21 triệu
hôm nay em sẽ giảm giá 200 nghìn nha. Những máy Mỹ hôm nay em sẽ đồng loạt giảm giá cho anh em từ 100 cho tới 200 nghìn luôn. Con này em bán ngày hôm nay là 20 triệu 8 nha anh em. 20 triệu 800 nghìn. Hàng chính hãng Việt Nam, pin còn được 88%. Pin rất là trâu bò nha. Con này thì ngoại hình nó sườn nó bị phẩy một góc chỗ này. Nó phẩy ngay góc sườn này thôi. Anh em về đánh kính, đánh bóng lại là đẹp nha. Em để nguyên bản này em bán thôi. Chỉ phẩy ngay chỗ này thôi, còn lại là đẹp hết nha anh em. Bản này là bản chính hãng Việt Nam cho nên anh em dùng được một sim cứng và một eSIM nha. Rất tiện luôn anh em. Đó, hai sim luôn nha. Rồi, 20 triệu 800 nghìn cho 14 Pro Max. Màu bạc silver nha. Rất đẹp luôn anh em. Con này màu này thì anh em xài rất là lâu cũ nha. Rồi, tiếp tục em lên cho anh em những dòng Samsung. Đây, hôm nay em giảm giá con này. Đây là Samsung Galaxy Note 20. Bản Hàn Quốc màu xanh rất đẹp nha. Con này thì ngoại hình đẹp 98%. Rất đẹp. Sườn nó có chỉ bị trầy xíu xiu ngay chỗ này thôi. Còn lại là đẹp hết nha. Màn hình đẹp long lanh. Không bị trầy xước ấm ố gì hết. Thì con này em giảm hôm nay là 5 triệu 100 nghìn. Cho Samsung Note 20 5G. Cấu hình thì RAM 8 và bộ nhớ là 256GB nha. Chạy con chip ROG Snapdragon 865. Nó pin 4300. Và có cái bút X Pen tiện lợi nha anh em. Đó, dòng Note 20 thì xài quá ngon luôn. Giá em bán hôm nay chỉ có 5 triệu 1 thôi anh em. 5 triệu 100 nghìn nha. Tiếp tục em giảm giá cặp này. Đây là Samsung Note S20 5G, bản quốc tế Mỹ. Đấy, con này em thanh lý cho anh em giá 3 triệu 8 nè. Ngoại hình thì còn khá ổn luôn anh em. 98-99% nha. Không có bị cấn mớp hay là chạy xước gì nặng hết. Nói chung ngoại hình khá đẹp. Tình trạng con này là màn hình nó bị xước phim xíu xiu ở cái mép trên màn hình như thế này. Đó, khi anh em xài thì sẽ không thấy được cái vết cháy phim nha. Đây, cái này là vết xước phim nè, cháy phim nè. Không có bị loang nha anh em, bao cho anh em trọn đời máy luôn. Nó chỉ y như vậy là y như vậy hoài luôn nè. Không có bị loang ra xa lớn gì hết nha. Đó là cái màn hình nè, anh em mở lên sẽ không thấy gì hết. Con này em thanh lý 3 triệu 8 thôi. Cấu hình con này thì rất quen thuộc rồi. RAM 8, bộ nhớ là 128, màn hình 2K, tần số quét 120Hz. Chạy chip ROG Snapdragon 865 nha. 3 triệu 800 nghìn. Còn cao hơn 200 thì em sẽ lên con này. Tình trạng là nguyên zin hết. Màn hình đẹp luôn. Không có một chút lỗi nhỏ nào hết. Đó, con này thì chỉ có thay lưng thôi anh em. Thay lưng zin từ máy khác sang nha. Chứ không phải là lưng lô. Đó, thay lưng bốc máy cho nên nó không trùng với số email. Con này em bán là 4 triệu nha. 4 triệu đồng. Tiếp tục là em lên cho anh em dòng Samsung S20 FE 5G, bản quốc tế Mỹ. Đó, em còn đúng màu xanh thôi. Không còn màu khác nha. Con số 1 này thì em sẽ giảm giá cho anh em là 4 triệu 100 nghìn. Lý do là cái màn hình nó bị xước. Đây, màn hình nó xước như thế này. Đó, xước dâm như thế này thôi, còn lại là đẹp hết nha anh em. Đó, con này thì đã dán cường lực rồi. Đó, em bán cho khách, em thu lại cho nên nó màn hình nó bị xước như thế này. Cho nên em giảm giá cho anh em là 4 triệu 100 nghìn nha. Em đánh giá là cái máy này là cái số 1. Ngoại hình thì quá ổn luôn. Tầm khoảng 98-99% nha, không có bị trầy xước cấn mớp gì hết. Chỉ có bị xước màn thôi. Cấu hình con này thì quá là quen thuộc. Màn hình to 6,5 inch Super AMOLED. Tần số quét con này rất cao, 120Hz nha anh em. Đó, bản này thì RAM 6 và bộ nhớ là 128. Chạy chip ROG Snapdragon 865. Bản này chỉ dùng được có một sim thôi nha. Pin 4500mAh. Rất là trâu bò cho dòng S20 FE 5G. Rồi, con số 1 màn xước này anh thanh lý giảm giá 4 triệu 100 nha. Còn những con máy bình thường thì con này em bán là 4 triệu 4. Ngoại hình đẹp 99% luôn em. Rất là đẹp nha. Đương nhiên màn hình không có bị trầy xước hay là ám ố lưu ảnh gì hết. Rất đẹp. Em bán như giá bình thường 4 triệu 4. Tại vì cái giá này thật sự em không có giảm được nữa rồi. Tại vì em lừa đợt vừa rồi em về toàn hàng A không đẹp 99 không à. 4 triệu 4 nha. Rồi, con này cũng là 4 triệu 4 luôn. Đây là một siêu phẩm. Màn hình rất đẹp 2K Samsung Quantum 2, bản sách tay Hàn Quốc, có 5G. Con này ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Lưng nó có chạy xước nhẹ theo thời gian, không có bị cấn mớp gì hết nha. Nói chung ngoại hình ổn, đẹp. Ăn tiền là cái màn hình nha anh em ơi. Đây, màn hình to 6,7 inch, hiển thị 2K và tần số quét rất cao 120Hz nha. Siêu mượt mà luôn anh em. Đó, nói chung là anh em lướt con này là quá mượt luôn nha. Đây, tần số quét 120. Cấu hình con này thì cũng khá là cao. RAM 6, bộ nhớ 128, chạy chip ROG Snapdragon 855 Plus nha anh em.
Con chip này thì nói chung là nó rất là mát máy và anh em dùng cũng khá là ngon chứ không đến nỗi yếu nha. Đó là tổng thể cấu hình cũng như ngoại hình của con này. Và mức giá thì chỉ có 4 triệu tư thôi. 4 triệu 100 nghìn nha. Màn 2K cực kỳ đẹp và sắc nét. Tiếp tục em lên cho anh em dòng Note 20 5G bản quốc tế Mỹ. Đó, hôm nay thì em sẽ giảm giá cho anh em dòng này là 200K nha. Đó, hôm nay em chỉ bán giá thì 5 triệu tư thôi. Mấy đôi trước thì em bán cái dòng này là 5 triệu 6 nha. Ngoại hình đẹp 99%. Nguyên zin 100% nha. Không có bị cấn mớp gì hết. Sườn thì chỉ chảy xước nhẹ theo thời gian thôi, không có đáng kể. Em có 3 màu, màu đen, màu đồng và màu xanh nha anh em. Thì cấu hình con này thì rất là quen rồi. RAM thì 6GB, RAM 8GB. RAM 8GB nha anh em. Bộ nhớ trong 120Hz. Bộ nhớ trong là 128GB, chạy con chip ROG Snapdragon 865. Đó, con này thì màn hình 60Hz thôi nha anh em. Có trang bị thêm một cái bút X Pen, đó rất là tiện lợi. Bản Mỹ thì anh em dùng được hai sim, một sim cứng và một eSIM nha, rất tiện luôn anh em. Đó, đây là cái lợi thế của cái bản Mỹ. Đây, một sim cứng và một eSIM, rất tiện nha. Pin con này thì 4.300mAh và mức giá em bán hôm nay đồng giá 3 màu. 5 triệu 400 nghìn nha, giá 5 triệu 4. Cao tiền hơn thì em sẽ lên cho anh em dòng Samsung Note 20 Ultra bản Mỹ. Đó, cây này thì em sẽ giảm cho anh em là 8 triệu đồng thôi. Ngoại hình thì còn quá ổn, quá đẹp, 98-99% nha. Đó, sườn chỉ có chấm nhẹ sườn theo thời gian thôi, không có bị cấn mớp. Ngoại hình còn rất đẹp nha anh em, đó, màn không trầy luôn. Con này thì cái màn hình nó hơi hở sáng tí ngay chỗ cái viền cam. Đây. Đây em quay cho anh em xem nè, đó, nó hơi hở sáng tí ngay chỗ cái viền cam thôi. Còn lại là đẹp hết nha, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha anh em. Cái hở sáng này là cái lỗi chung của dòng này. Nói chung khá là nhiều máy khi anh em mua mà kiểm tra không kỹ thì sẽ bị cái hở sáng như thế này. Mình xài thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm nha anh em. Rồi, cấu hình con này thì RAM 12 và bộ nhớ là 128GB. Chạy chip Snapdragon 865 Plus nha anh em. Và dùng được hai sim, một sim cứng và một eSIM. Đó, con này thì em sẽ bán với giá chỉ có 8 triệu thôi. Khá là tốt cho dòng Samsung Note 20 Ultra bản Mỹ nha. Đây là dòng cuối cùng, dòng Note của Samsung. 8 triệu. Rồi, mức giá hai con này thì cái màn hình đẹp nét hết, không có bị hở sáng. Thì em sẽ bán với giá là 8 triệu 4 nha anh em. 8 triệu 4, màu đen và màu đồng. Đây, em quay cái ngoại hình cho anh em xem là rất đẹp luôn nha. Đó, đẹp 99% luôn. Đó, cấu hình thì cũng giống như con vừa rồi, RAM 12. Và bộ nhớ là 128GB nha, chạy chip Snapdragon 865 Plus. Rồi, 8 triệu 4 cho Samsung Note 20 Ultra bản Mỹ, được trang bị cái bút X Pen, tiện lợi nha anh em. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng Vivo và Xiaomi giá rẻ. Đây là Vivo Y36, đó, cấu hình thì RAM 8 và bộ nhớ là 128GB nha. Hàng này thì hàng chính hãng Việt Nam, ngoại hình đẹp 99%, rất là đẹp nha anh em. Mức giá em bán cho con này là 4 triệu 200 nghìn nha. Giá 4 triệu 2, ngoại hình thì rất đẹp và con này thì pin phải nói là rất trâu bò. Anh em xài 1-2 ngày thoải mái luôn. Đó, camera rất đẹp nét nha. Đây, cam đây. Hai sim nha anh em, ngoại hình con này quá đẹp. Màu xanh, 4 triệu 200 nghìn. Vivo Y36 nha, hai sim. Tiếp theo là em lên lại một con này nữa nè. Con này thì có một bác khách quen ở Long An chốt mà tầm khoảng 3-4 ngày nay rồi mà im ru luôn. Không có chốt cọc hay là kêu ship gì hết cho nên thôi em thanh lý tiếp lại cho anh em. Samsung S10 Plus bản chính hãng Việt Nam. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%, nó có trầy xước theo thời gian nha. Đó, sườn nó có trầy nè. Và lưng thì nó cũng có trầy luôn. Nói chung đây là con máy không có được đẹp nha anh em, có trầy xước và được cái là nó không có bị cấn mớp gì hết. RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Con này bình thường em bán 4 triệu, hôm nay sẽ giảm luôn cho anh em là 3 triệu 8 nha. Giá 3 triệu 800 nghìn. Đó, khách quen mua tầm 3-4 cây rồi, tự nhiên tới con này chốt xong rồi mất tiêu luôn. Không thấy bác nhắn hay là kêu ship hay là gọi gì hết. Nó khách quen cho nên em không có nhận cọc. Chỉ cần nói ship là em ship thôi. Rồi, hôm nay em giảm 3 triệu 8 luôn nha anh em. S10 Plus bản chính hãng Việt Nam. Đây là con Poco X3 Pro 2 SIM.
Con này RAM 8 và bộ nhớ rất cao 256GB nha. Ngoại hình đẹp 98%. Chạy sức nhẹ theo thời gian, không có bị cấn mớp gì hết. Pin con này rất là trâu bò. Đó, anh em dùng Xiaomi thì anh em cũng biết rồi. Cấu hình mạnh và pin trâu. Là dòng Xiaomi 2 SIM nha. 3.200.000. Poco X3 Pro giá 3.200.000. Xiaomi Note 11S 2 SIM, RAM 6 và bộ nhớ là 128GB, ngoại hình đẹp 99%. Con này 2.900.000 nha anh em, giá 2.900.000. Xiaomi Note 11 Pro. Xiaomi Note 9S 2 SIM, con này thì 2.700.000 thôi anh em, giá 2.700.000. Samsung Xiaomi Redmi Note 9S nha. 2.700.000. Ngoại hình đẹp 98-99%, rất đẹp. Vivo 1916 giá 1.700.000, 2 SIM, RAM 4 và bộ nhớ là 64GB nha. Con này pin rất trâu bò luôn em, chữa cháy nghe gọi là quá ngon nha. 1.700.000 thôi. Xiaomi Redmi Note, con này là Redmi Note 11 Pro. Đó, Xiaomi này nhiều tên lắm anh em, nhiều máy lắm anh em, nhìn nhiều khi quên cái tên của nó luôn. Rất là nhiều dòng. Đây Redmi Note 11 Pro bản 4G. Con này còn bảo hành chính hãng cho tới tháng 4 2024 nha anh em. Đó, RAM thì 8GB và bộ nhớ trong là 128GB nha. 3.700.000, em giảm giá 550.000 luôn, giá 3.700.000 nha. Hàng chính hãng còn bảo hành dài, anh em yên tâm sử dụng. Vivo T1 5G 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128, ngoại hình đẹp 99%. Con này ngoại hình rất đẹp nha anh em và có 5G, pin siêu trâu bò luôn. Giá 4.300.000. Vivo T1 5G nha. Xiaomi Mi 10 T Lite 2 SIM, RAM 6, bộ nhớ 128, ngoại hình đẹp. Đó 98-99%. Giá 3.000.000 chẳng nha anh em, giá 3.000.000 thôi. Xiaomi thì pin trâu, cấu hình mạnh. 2 SIM, anh em chữa cháy là quá ngon luôn, giá thành rất là tốt. Đây là con Oppo A76 nha, giá là 3.300.000, 2 SIM, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, ngoại hình đẹp 99%, 3.300.000 nha. Samsung A20s 2 SIM, hàng chính hãng Việt Nam, ngoại hình đẹp, rất đẹp luôn, 98-99%. Đó, vân tay nằm ngoài sau lưng nha anh em. Con này pin 4000mAh, 2 SIM, RAM 3GB và bộ nhớ là 32GB. 1.400.000 anh em ơi, giá 1.400.000 nha. Xiaomi K60 Pro 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Ngoại hình đẹp 98-99%. Con này chạy chip Snap 8.2 rất là mạnh mẽ luôn nha. Anh em nào chơi game thì múc ngay con này. Chạy con chip ROG cực mạnh của S23 Ultra luôn em. Hiện tại đang chạy là rung gốc tiếng Anh nha. Anh em muốn xài tiếng Việt thì việc hóa lại hoặc là chờ 7 ngày để up ROM. Giá 7.900.000 nha anh em. Em giảm giá 100k con này. Giá 7.900.000 nha. Đây là Oppo F9 2 SIM. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Ngoại hình còn khá ổn, tầm khoảng 98%. Nó sườn ở dưới thì nó bị tróc sơn nhẹ thôi, không đáng kể lắm. Pin rất trâu nha. Giá 1.400.000, Oppo F9 1.400.000. Rồi, cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay em lên một con siêu phẩm Xiaomi Redmi K30 5G. Ngoại hình đẹp 98-99%, rất đẹp nha. Màn hình tần số quét rất cao anh em, 120Hz. Màu xanh rất đẹp nha. Con này em bán 3.000.000 chẳng luôn nha anh em. Giá 3.000.000 đồng. Redmi K30 5G. Màn 120Hz siêu mượt nha. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Đó thì anh em nào chốt hàng thì có thể chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em nha. Em có chạy chữ ở bên góc trái, anh em kết bạn Zalo hoặc là gọi số 0818 60 60 60 nha. Mỗi ngày thì em cố gắng để lên clip phục vụ anh em những mẫu máy smartphone cũng như là cấu hình, review chi tiết cho anh em xem. Về phần giá cả nha, thì giá cả thì chỗ này bán giá này, chỗ khác bán giá khác. Thì anh em cũng thông cảm, tại vì máy cũ đã qua sử dụng, không có nơi nào giống như nơi nào. Quan trọng là bán chính xác tình trạng cho anh em. Và nói như thế nào thì em sẽ bán như thế đấy, bảo hành đầy đủ và reship cho anh em.
Anh em thương thì ủng hộ giúp em cảm ơn rất là nhiều nha. Thì có nhiều nơi nhiều khi bán giá này, bán giá khác, thì em xin phép không có nhận so sánh giá ở nơi này với nơi khác nha. Anh em tin tưởng thì ủng hộ, rất là cảm ơn anh em. Và sản phẩm bên em bán ra thì luôn luôn thu lại, cũng như hỗ trợ anh em lên đời và xuống đời, tận nơi tận chỗ, rất là dễ dàng khi anh em mua máy bên Hồng Phúc Mobile nha. Rồi thêm một lần nữa cảm ơn anh em đã xem. Chúc anh em và gia đình có thật là nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống nha. Hẹn anh em vào những clip sau. Bye bye.